Hello anh em nhá. Anh em biết đây là cái gì không? Đây một cái người ta gọi là chai rượu. Hay còn gọi một cái khác nữa là thần cồn. Thì cái tác dụng của cái thần cồn này thì nó khá nhiều cái tác dụng. Đó. Từ cái một người ít nói thì thành một người nói khá là nhiều. Từ một người hiền lành thì có thể là đấy, dũng cảm. Đấy, đây là thần cồn anh em nhé. Thì cái đợt này ông thầy đợt này nghiện nặng. Đấy. Cho nên là phải thủ sẵn đây anh em. Tôi lúc nào cũng phải thủ sẵn một cái chai như này để cho ông thầy, khi nào ông thầy đến ông thầy mút. Đấy. Đợt này ông nghiện hừ lắm. Bây giờ đã mấy rồi? Bây giờ 10 giờ rồi, đi giao cho một cái triển khai mà chưa có thần cồn vào. Vẫn chưa xong. Đây. Đấy, ông thầy đi từ 7 giờ đến bây giờ là 9 giờ 41 này. Chết. Đấy, cho nên phải lúc nào tôi cũng phải thủ một cái chai cồn như này để cho ông thầy. Gặp ông thầy một cái là cho vào luôn. Cho vào mồm luôn, tù luôn. À, nâng cao sức khỏe. Thôi, nói chiêu vậy thôi anh em nhá. Đây là một cái chai nước. Chai nước lọc. Đấy, dùng để như này. Để xịt này, này. À, đây. Để bảo quy trình bảo dưỡng tủ hộp cáp. Tôi mang đi theo để tôi lau cái tủ này thôi, chứ không phải là chai rượu đâu anh em nhá. Mấy cái tủ cáp như này thì cứ độ khoảng vài ba tháng thì sẽ được cái dao vuốc đi bảo dưỡng tủ hộp cáp như này. Thì tôi cầm luôn một cái chai nước như này, tôi đi bảo dưỡng cho nó nhanh. Đấy. Đây. Trong một thời gian sử dụng thì mấy cái tủ này nó khá là bẩn. Cho nên là tôi cầm sẵn như này. Bởi vì cái rẻ lau này thì mà thì anh em cho nó ướt đi thì nó chỉ được một vài tủ thôi, nó sẽ khô mất. Cầm cái chai nước đi như này nó gọn gàng. Mỗi lần bảo dưỡng như này thì phải bảo dưỡng tủ hộp cáp như này là một cái vuốc dao nó khoảng được một con chạm của nó rơi vào tầm 100 tủ thì anh em phải làm 80-85%, tức là phải được 85 tủ. Đấy. Còn trong hộp thì mấy cái hộp này thì mình đã làm cũng tương đối rồi, bây giờ chỉ cần lau qua đây thôi. Chứ anh em là cứ nghĩ là ông thầy tốt nghiện thì không phải nhá. Ông chả nghiện cái gì, nghiện mỗi cái đi câu. Ông thầy ấy. Khi mà đã làm xong hết mấy cái như này rồi thì anh em thực hiện là vào nó ở trên hệ thống nó có ra một cái vuốt. Mình sẽ đã đóng cái công việc này. Đây anh em nhá. Ra đây cho nó sáng này. Cái con chạm này thì nó phải hoàn thành là 24 tủ này. Con chạm này ít tủ thôi bao. Tôi đã làm được 15 tủ rồi thì còn 9 tủ nữa là sẽ hoàn thành.
Hộp này nó là hộp 2122. Nói chung là cái việc đi bảo dưỡng tổ hợp cáp này thì là mình đã thực hiện một vài lần rồi, cho nên là đa phần mà là mấy tủ mà cũng đã chuẩn rồi. Hai mốt hai hai. Đấy là công việc mà mấy công việc như này thì là công việc thường xuyên anh em nhé, thường xuyên phải làm. Mỗi một quan trạm nó sẽ giao ở trên hệ thống, nó sẽ là khoảng độ 3 tháng để đóng hết mấy cái tủ hộp cam như này. Ở đây thì anh em sẽ chụp là ba cái ảnh, hai cái ảnh ở trong và một cái ảnh ở bên ngoài. Đấy. Mấy cái tủ hộp cáp này thì nó không có mã, bởi vì ngày xưa là không có đánh. Bây giờ chưa được cấp, không có cấp đồ để mình sơn lại mấy cái mặt này. Đấy, ví dụ như cái tủ này thì nó ok rồi, cho nên là mình thực hiện là như này là xong rồi. Đấy anh em nhé, mỗi một tháng, vài tháng phải đi làm mấy cái này một hai lần. Đấy, ở đây, đây không phải là thần cồn, đây là thần nước lọc. Dùng để đi đi lau tủ thôi. Rồi, xin chào mọi người nhé. Video xin kết thúc tại đây nhé.